Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin miền Tây căng thẳng trước dòng người về quê tránh dịch. Dòng người di tản ồ ạt từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong cả nước bùng dịch đã đặt các tỉnh miền Tây vào tình trạng hết sức căng thẳng. Vừa lo tiếp nhận, sắp xếp người về, vừa đối phó với nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Theo tìm hiểu của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, có thể vỡ trận là điều mà người dân đưa ra. Kể từ đầu tháng 10, khi tình hình dịch bệnh ở thành phố có dấu hiệu khả quan và các hạn chế đi lại được dỡ bỏ, hàng trăm ngàn người dân miền Tây lưu trú tại thành phố đã đi xe máy về quê để tránh dịch. Chẳng hạn như ở tỉnh Sóc Trăng, chỉ trong 3 ngày đầu tháng 10 đã có gần 30.000 người về quê. Riêng đêm ngày 2 tháng 10, số lượng người về là 20.000 người tự phát, đông nghẹt cả một đoạn quốc lộ. Tờ báo Tuổi Trẻ đã dẫn lời ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng cho biết như vậy. Đây là hình ảnh hàng ngàn người phải chờ đợi khi đi trên các chốt kiểm dịch để về quê ở miền Tây. Tỉnh An Giang đến ngày 5 tháng 10 đã đón tới 35.000 người về quê, theo số lượng của báo An Giang. Còn ở tỉnh cực Nam Cà Mau, chỉ trong vòng 7 ngày cho đến ngày 7 tháng 10 đã có hơn 21.500 người dân về đến nơi. Báo Cà Mau cũng dẫn lời ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh ủy Cà Mau cho biết như vậy. Đáng lưu ý là trong dòng người đổ về từ vùng dịch này, qua xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện ra hàng trăm ca dương tính với virus corona. Chẳng hạn như ở Đồng Tháp có 70 ca, Hậu Giang 50 ca, Sóc Trăng 60 ca, theo tường thuật của báo mạng Vietnamnet. Riêng tỉnh Cà Mau cũng ghi nhận 178 ca mắc từ những người tự phát về quê trong tổng số 207 ca trong tuần lễ kể từ ngày 3 đến 8 tháng 10. Các tỉnh miền Tây cũng đã trưng dụng hầu hết các cơ sở sẵn có để làm khu cách ly nhưng vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu, truyền thông cho nước cho hay. Chẳng hạn như tỉnh Cà Mau đã trưng dụng tới gần 300 trường học để làm khu cách ly và hiện đang cách ly tập trung hơn 14.000 người, theo số liệu của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Cà Mau, được báo Cà Mau dẫn lại. Trước tình hình này, các tỉnh phải cho cách ly tại nhà. Chẳng hạn như nhiều địa phương ở tỉnh Cà Mau đã thực hiện việc đổi nhà cho mượn nhà, tận dụng chòi vuông v.v. để cho người dân về tự cách ly. Tình hình căng thẳng đến mức có lúc 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã phải kiến nghị lên chính phủ tạm ngưng cho người dân về quê trong vòng 15 ngày để tránh vỡ trận. Và nếu để người dân tiếp tục tự về nữa thì không tỉnh nào chịu nổi, năng lực điều trị, tỷ lệ tiêm vaccine của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long còn rất thấp nên khả năng nhiễm là rất lớn. Các tỉnh miền Tây có thể sẽ chuyển đỏ. Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã được tờ báo Vietnamnet trong nước dẫn lời cho biết tại sao ông đưa ra kiến nghị này như vậy. Đây là hình ảnh ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, cho biết ông cùng lãnh đạo của 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã phải kiến nghị lên chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự về quê. Tuy nhiên, việc đề nghị là một chuyện, nhưng người dân với nhu cầu sống còn của mình, họ vẫn nườm nượp ra về. Và dòng người về quá lớn cũng đã khiến tỉnh Cà Mau vào hôm 3 tháng 10 phải ra quyết định ngưng nới lỏng giãn cách chỉ sau một ngày tỉnh này cho các dịch vụ hàng quán mở cửa phục vụ trở lại. Và công việc thì cấp tập khắp nơi. Bản thân Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã liên hệ với ông Đỗ Hảo, một trưởng ấp ở xã Tân Việt, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau để tìm hiểu và cho biết xã Tân Việt đến nay đã tiếp nhận gần 600 người. Trong đó ấp của ông đón trên 50 người. Theo lời ông thì hiện giờ tất cả các huyện, xã, ấp đều được huy động cho công tác đón người về theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh vì lượng người về quá nhiều. Huyện xã nào nhận về huyện, xã nấy, chứ tỉnh thì không còn chỗ để cách ly tập trung. Do đó, xã của ông phải dọn ra 3 trường học để cho bà con tập trung về đó, ông Hảo cho biết. Tập trung về đó rồi thì mình phải lo, phải đi vận động, góp thức ăn này kia, nấu cơm để nuôi 3 điểm trường học này, ông nói tiếp. Theo lời của ông thì ủy ban cấp cho mỗi người về được 20kg gạo. Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ nhu yếu phẩm như nước tương, đường, muối, dầu ăn. Còn thực phẩm như rau, củ, quả, thịt, cá, v.v. thì ông phải đi vận động các nhà hảo tâm đóng góp thêm. Các tiệm tạp hóa đang kinh doanh thấy người về người ta cũng thương nên họ cho nhiều. Họ có gì cho nấy nên vận động rất là dễ. Ông Hảo nói và cho biết trong xã cũng có những người tình nguyện tham gia nấu ăn rồi phân phát đến các khu cách ly này. Đây là hình ảnh khi dòng người
di tản, trốn dịch, chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh, người dân đã tự phát giúp nhau khắp nơi dọc theo đường quốc lộ từ miền Tây, Tây Nguyên cho đến đèo Hải Vân. Nhưng chính quyền và chính phủ không thấy đâu, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng mất tích. Còn đối với những ai muốn về nhà tự cách ly thì ông phải đi khảo sát chỗ ở của họ có đảm bảo điều kiện cách ly hay không, nhất là phải đầy đủ điện đài, bếp ăn, nhà vệ sinh riêng, nước sinh hoạt. Ông nói, hiện tại ở ấp của ông đã giải quyết cho về nhà được hơn 30 người, rải rác trong 17 đến 18 hộ để tự cách ly. Họ phải có phòng riêng biệt, không được ở chung với ai hết. Ông nói và cho biết, những người tự cách ly cũng được cung cấp lương thực, thực phẩm để họ có thể sống qua 28 ngày. Các điểm trường học được chọn làm nơi cách ly có phòng ốc sạch sẽ, cao ráo, vệ sinh đầy đủ, nhiều phòng, cũng theo lời của ông chia sẻ. Và các phòng cách ly phải đảm bảo mật độ, không được ở quá đông và phải được khử khuẩn hàng ngày. Ông cho biết, kể từ khi làn sóng người ồ ạt về quê cho đến nay, địa phương ông vẫn đảm đương nổi và không bị quá tải, vì khi có người được về nhà thì khu cách ly lại có phòng trống để tiếp nhận người khác. Chỉ trừ 1-2 ngày đầu chuẩn bị không kịp vì người dồn về quá đông, ông nói. Kể từ ngày 11 tháng 10, số người đi về đã ít đi, hình như họ về mấy ngày đầu cũng gần hết rồi. Mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng. Đôi lúc mệt mỏi tôi cũng muốn bỏ cuộc, nhưng khi ra tiếp cận với bà con thì mới thấy họ nghèo khổ. Mấy tháng qua họ mần không được, ở nhà rồi họ nhớ nhà, ở trên không có việc làm, không có tiền đóng nhà trọ nên họ mới về. Ông Hảo đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như thế. Thấy mấy hoàn cảnh như vậy thì mình cũng quên mệt mỏi và cố gắng thôi, ông đã giải bày. Đây là hình ảnh người dân Sóc Trăng tự về quê trốn dịch đang chờ được đưa vào khu cách ly vào sáng ngày 3 tháng 10. Ông cho biết chính quyền chỉ mới hỗ trợ cho người dân thất nghiệp tại chỗ, mỗi người được 1,5 triệu đồng, còn những người trở về thì chưa được hỗ trợ tiền. Về tâm lý của người dân địa phương, ông nói, mình đang yên, đang lành thì thấy lượng người về đông cũng sợ. Theo lời ông kể thì khi dòng người từ vùng dịch bệnh đổ về, người dân không dám ra đường, không dám tiếp xúc, các cửa tiệm buôn bán giờ cũng không còn ai ghé vì người dân rất sợ dịch. Nhưng họ về đông, chứ họ có về thẳng thôn ấp đâu, họ phải đi tập trung hay đủ điều kiện thì về nhà cách ly, bị răng dây hết nên bà con cũng yên tâm, ông nói và cho biết. Nhờ vào vận động nên bây giờ bà con cũng hiểu, không còn kỳ thị, xa lánh người về nữa. Theo lời ông thì chính quyền các tỉnh cũng nên khuyến khích bà con ở lại, đừng về vì tình hình dịch ở Sài Gòn đã hạ nhiệt, ở lại được chích ngừa, đi làm lại được các công ty mở cửa, chứ về dưới này cũng thất nghiệp, còn phải lo cho cuộc sống sau này nữa. Và tại Phú Yên cũng như Cùng Nghĩa, đồng bào đã diễn ra như thế nào? Giữa lúc gồng mình chống dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội tại địa phương, suốt 2 tháng qua, Phú Yên cũng liên tục tổ chức các đoàn xe đón gần 16.000 người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch phía Nam về quê vì nghĩa đồng bào. Mỗi tuần 3 đợt, mỗi đợt 25 xe khách, Phú Yên cần mẫn đón dân về quê suốt 2 tháng này. Hình ảnh đoàn xe Phương Trang hỗ trợ Phú Yên đón công dân từ dịch về lại quê hương hàng tuần 2 buổi. Ông Nguyễn Tấn Trân, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phú Yên cho biết, đến nay tỉnh đã đưa được 15.655 người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê trên 671 chuyến xe do hãng Phương Trang tài trợ. Lẽ ra chương trình kết thúc vào ngày 1 tháng 10, nhưng vì người dân ở Bình Dương và Đồng Nai vẫn còn nhu cầu về quê nên tỉnh quyết định thực hiện đón mỗi địa phương một đợt nữa trong tuần tới, ông Trần nói. Thời gian qua Phú Yên cũng đã rất vất vả chống dịch, việc đón thêm người về chắc chắn sẽ thêm gánh nặng kiểm soát dịch. Nhưng điều gì đã khiến tỉnh Phú Yên miệt mài với việc đưa dân về liên tục trong hơn 2 tháng qua? Đây là câu hỏi được đặt ra. Trả lời câu hỏi này, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tâm sự rằng, việc đón dân về từ những tỉnh có dịch về trong lúc dịch đang bùng phát tại tỉnh chắc chắn là có làm tăng gánh nặng lên hệ thống cơ sở y tế của địa phương, vốn còn khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, cũng như trang thiết bị và có nguy cơ lây nhiễm bùng phát dịch bệnh rất cao. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Phú Yên quyết tâm với mong muốn chăm lo bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Phú Yên an toàn trong đại dịch và cụ thể hóa việc không ai bị bỏ lại phía sau. Mong muốn của chúng tôi là làm sao thực hiện được phương châm ly nông bất ly hương. Được trở về quê hương và lao động trên chính mảnh đất của mình là mong muốn của rất nhiều người, nhất là những công nhân ở các khu công nghiệp của thành phố lớn, rải rác, phải làm thuê và ở tạm nhà trọ, thiếu trước,
hụt sau. Ông Trần Hữu Thế đã chia sẻ như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 10 năm 2021 với bản tin Miền Tây căng thẳng trước dòng người về quê tránh dịch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa